Mai Anh và Quỳnh Vy đây. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với review mỗi ngày. Và hôm nay Vy và Mai Anh sẽ review cho mọi người ba loại kem chống nắng nhàn thoại mà Vy nghĩ là mọi người rất là quan tâm. Không biết Vy và các bạn cảm thấy như thế nào, nhưng mà đối với bản thân Mai Anh ấy, thì trước giờ Mai Anh chưa có sử dụng kem chống nắng nhàn thoại cho tới cái lần review này mà tụi mình mua về để sử dụng thử. Tại vì đối với Mai Anh thì Mai Anh thấy kem chống nắng nhàn thoại nó hơi bé một chút, dùng rất ít và lại là cũng hơi hết sử dụng nữa. Ok, nhưng mà một tháng vừa qua thì Vy và Mai Anh đã cũng đi mua nè, mày mò tìm hiểu thì chọn ra được ba loại kem chống nắng khác nhau, nhưng mà vô tình thế nào á, ba bạn này đều đến từ Hàn Quốc. Đúng là Hàn Quốc là cái nôi của cái xu hướng làm đẹp đúng không? Và ba loại mà Vy và Mai Anh giới thiệu trong ngày hôm nay chính là AHC nè, Innisfree và một thương hiệu rất là mới, đó chính là GM Solution. Mọi người nhớ là ở lại đến hết video clip này để cùng Vy và Mai Anh phân tích những ưu điểm, nhược điểm cũng như là thành phần của ba bạn đó nha. Và trước khi bắt đầu, đừng quên subscribe kênh YouTube channel của Heavy Skin để theo dõi những video hàng tuần. Còn bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu thôi. Và đầu tiên chúng ta sẽ review sản phẩm có mức giá cao nhất trong ba sản phẩm này nha. Đó chính là AHC, và bạn này thì Vy mua ở store chính thức của hãng với giá là 550.000. Mà nói qua một chút về thương hiệu AHC. AHC được ra đời vào năm 1999 và các sản phẩm của hãng được sử dụng những cái phương pháp tối ưu để tạo ra các sản phẩm an toàn cho da cũng như là rất là chất lượng. Các bạn có thể nhìn thấy là Courier Since 1999, tức là sản xuất từ năm 1999 ngay trên thân chai này. Và nói một chút về chỉ số chống nắng thì bạn này có SPF 50+ và PA 4+ là những chỉ số cao nhất hiện nay và giúp bảo vệ da chúng ta một cách rất là tối ưu. Và nói một chút về thiết kế thì bạn này có thiết kế hình vuông và có cái màu xanh navy, xanh chân vịt rất là dễ thương. Và cái đầu này nó cũng hơi phát một tí, mà anh nghĩ đây là cái thiết kế khá là đặc biệt trong giới kem chống nắng nhiệt thổi. Tại vì thường thì nó sẽ vuông vức như thế này, nhưng mà khi mà vát như thế này thì mình sẽ dễ thao tác lên trên mặt cũng như là các vùng trên cơ thể của mình hơn. Và đặc biệt là biết gì không, cái nắp này nè, nó là cảm biến tia UV, tức là nếu như mà chúng ta ra tia UV càng lâu cũng như là cái mức độ tia UV tác động càng nhiều thì cái nắp này nó sẽ chuyển sang màu xanh tím càng đậm. Nhưng mà cái cảm biến này nó hoạt động hơi chậm nên là mọi người cần cho nó nhiều thời gian một chút xíu nha. Và mà anh nhớ không lầm là cái công nghệ này thì cũng được các kem chống nắng của Úc, ví dụ như là Blue Lizard có áp dụng. Đúng rồi, và các kem chống nắng của Úc thì Vy thấy rất là hay áp dụng công nghệ này, chắc là để đo chỉ số UV đúng không? Rồi nói một xíu về thành phần đi, Vy thấy thành phần của cái sản phẩm này nó thế nào? Bạn này là kem chống nắng hóa học nè, rồi có cái bảng thành phần mà Vy thấy rất là hay ho, như là chiết xuất cam thảo nè, niacinamide, chiết xuất lô hội, có cả vitamin A và nước biển sâu giúp cấp ẩm cho da nữa, nghe rất là thích đúng không? Còn về thành phần chống nắng thì kem chống nắng này là kem chống nắng hoàn toàn hóa học, tức là các thành phần cấu tạo từ cái chất hóa học, nhưng mà nó rất là an toàn cho da bởi vì các thành phần này được sử dụng hầu hết trong các kem chống nắng hiện nay. Ok, để giờ thì chúng ta đã nói về thiết kế, giá cả rồi thành phần. Bây giờ thì mình vào cái phần mà là cảm giác khi sử dụng trên da ha. Khi mà sử dụng bạn này trên da thì Vy thấy điểm đầu tiên rất thích, nhưng mà như mà anh đã nói á, đó là cái thiết kế rất là dễ để thao tác luôn, ôm sát da mặt cả những cái vùng mà khuất như là khóe mũi nè, hay là miệng, hay như những cái vùng này cũng rất là dễ dàng thao tác và cực kỳ nhanh vào những ngày mà mình lười á. Và thứ hai là cái mùi hương nó siêu dễ chịu luôn á. Đúng rồi, cái mùi hương rất là dễ chịu, cảm giác là mát chứ không có bị nồng đúng không? Mang là một người rất là nhạy cảm với mùi hương, nhưng mà khi sử dụng sản phẩm này thì thật sự là rất là thích á. Để mang swatch ra tay cho các bạn thấy được cái chất của kem chống nắng trên tay của mình nha. Bạn này thì được hãng quảng cáo là sẽ không gây bí da nè, và rất là thấm nhanh. Mà Vy khi sử dụng xong thì cảm thấy là nó để lại trên da một cái lớp màng ẩm, cảm giác như là mọi người thoa kem dưỡng chứ không phải là cảm giác dính. Mà mới thoa lên tay nè, các bạn có thể cảm nhận được là nó không có cái sự bóng lắm, cũng như là không có để lại cái lớp màng trắng trên làn da của mình. Vy có thể sờ thử nè, nó rất là trơn mượt. Cảm giác này giống như là cảm giác khi mà mình sử dụng kem lót trang điểm đúng không? Chính xác. Mọi người thường sử dụng kem lót mà có silicone mà trước khi trang điểm thì nó sẽ mang lại chính xác là cái cảm giác này. Vì thế Vy nghĩ đây là một cái loại kem chống nắng rất là phù hợp với những bạn mà thường make up. Nó có thể sử dụng như một lớp kem lót luôn, và sau đó là make up lên trên thì sẽ không ảnh hưởng đến lớp nền. Nói chung là thích. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau nói đến kem chống nắng có mức giá cao thứ hai của ngày hôm nay, đó chính là Innisfree. Và bạn này thì Vy mua tại store chính hãng với giá là 470.000. Innisfree thì nổi tiếng với các sản phẩm dưỡng da từ thiên nhiên, có chiết xuất từ trà xanh tại đảo Jeju, Hàn Quốc đúng không? Và bạn này thì thuộc tập đoàn Amore Pacific, một tập đoàn rất nổi tiếng với các thương hiệu cao mà Vy nghĩ là nhắc tên thì mọi người đều biết, ví dụ như là Suwasu, Laneige, Etude House, Mamonde và Innisfree. Nói một chút về thiết kế của sản phẩm thì Man cảm thấy là thiết kế của sản phẩm này so với AHC thì nó nhỏ gọn hơn một tí xíu. Nó có một cái hình chữ nhật thuôn dài, và cái đầu của nó tuy không có vát giống như là AHC, nhưng mà vì nhỏ gọn cho nên là cũng dễ thao tác ở trên khuôn mặt của chúng mình cũng như là các vùng da trên cơ thể.
Và một điểm mà Vi rất thích Innisfree đó chính là sử dụng giấy tái chế để bảo vệ môi trường. Nhưng mà mọi người yên tâm là cái hộp rất là chắc chắn chứ không hề lỏng lẻo hay là ập ẹp nha. Về khả năng chống nắng thì sản phẩm cũng y như AHC luôn. Các chỉ số chống nắng là SPF 50+ và BA4+. Và có một thành phần quốc dân trong sản phẩm này, à không, chắc là quốc tế luôn á, chính là rau má, centella. Thành phần này thì vốn nổi tiếng với khả năng làm dịu da cũng như là phục hồi làn da bị hư tổn. Ngoài ra còn có các thành phần đình đám không kém như là chất xúc nghệ nè, chất xúc rau sam, diếp cá cũng phục hồi da rất là tốt. Và một thành phần signature trong các kem chống nắng của Innisfree đó chính là chất xúc từ hoa hướng dương. Và Innisfree cũng là một loại kem chống nắng hóa học hoàn toàn giống như là AHC. Do đó khi mà mang bôi sản phẩm lên tay ấy, thì cảm thấy là không phải để lại màng trắng. Đây cũng có thể coi là ưu điểm và nhược điểm của sản phẩm này vì nó quá nhẹ nhàng và thoáng trên da, nên là nhiều khi mà Vi bôi, Vi phải bôi lại 3 đến 4 lần thì mới cảm giác là đã tồn tại trên da của mình rồi. Còn nếu mà bôi một lần thì cảm giác là chưa có gì hết luôn á. Về cái cảm giác trên da thì đối với Mai Anh cảm thấy là nó có vẻ ít dưỡng ẩm hơn AHC một tí xíu. Mai Anh miết khoảng 2-3 lần thì mới cảm thấy là có đủ lượng kem chống nắng mà mình cần thiết để sử dụng. Do đó là nếu như các bạn có làn da dầu mụn hoặc là sợ bị bí da thì mình hoàn toàn có thể thử Innisfree thay vì là AHC nha. Và bài này cũng rất là phù hợp với các bạn thích make up vì nó cũng có thể là một cái lớp base rất là tuyệt vời trên da và không ảnh hưởng đến lớp nền. Bạn này thì được hãng giới thiệu là phù hợp với các hoạt động ngoài trời nè, outdoor. Nhưng mà khi sử dụng thì cảm thấy là mọi người không nên để ý quá nhiều nha. Mọi người còn phải apply lại kem chống nắng vì cảm thấy là nó cũng không chống nước và kháng mồ hôi tốt lắm đâu. Và một cái điểm cuối cùng chính là về mùi hương của sản phẩm. Thì các bạn yên tâm nha, sản phẩm này cũng có cái mùi hương thảo mộc dễ chịu. Giống như là hầu hết các sản phẩm kem chống nắng khác của Innisfree á, bạn nào mà từng sử dụng kem chống nắng của Innisfree thì chắc chắn sẽ biết cái mùi hương này. Mùi này rất là dễ chịu và thư giãn luôn, cực kỳ thích. Trong ba cái mùi này là Vi nghĩ là Vi thích nhất cái mùi của Innisfree đó. Sản phẩm cuối cùng là một sản phẩm mà có mức giá thấp nhất nhưng mà dung tích lại nhiều nhất, đó chính là GM Solution với giá là khoảng 200.000 với dung tích là 20g thay vì 14g như là AHC và 19g như là Innisfree. Nói một chút về thương hiệu thì đây là một dưỡng thương hiệu mới ra đời gần đây vào năm 2016 nhưng mà cũng gây được tiếng vang khá lớn ở các nước ở châu Á với cái dòng sản phẩm chiết xuất từ ngọc trai của hãng. Bạn này thì cũng có chỉ số chống nắng không hề thua kém ai đâu nha, có SPF 50+ và BA4+. Ngoài cái dòng màu xanh này thì Vi còn biết đến dòng màu hồng với chiết xuất hoa hồng nè, giúp là cấp ẩm cho da và làm sáng da. Thì còn có cả cái dòng màu vàng với chiết xuất từ vàng 24K dành cho những loại da mà đang có dấu hiệu lão hóa. Cuối cùng là phần cảm nhận khi sử dụng MGM Solution này. Đầu tiên điểm mà Vi thích đó chính là cái màu xanh lá cây. Rất là dễ thương. Siêu dễ thương luôn á, nó rất là tông xịt tông với lại cái vỏ phía ngoài luôn. Và điểm mà Vi không thích chính là cái mùi hương rất là nồng của bạn này. Và xác nhận với mọi người nha, nó rất là giống cái mùi hương của xịt chống nắng cùng dòng. Về cái chất khi mà sử dụng lên da thì Mai Anh cảm thấy là nó có vẻ ẩm hơn hai sản phẩm của AHC cũng như là của Innisfree. Bằng chứng là khi mà sử dụng lên tay, Mai Anh cảm thấy là nó hơi dính dính một xíu chứ nó không có trơn mượt như là hai sản phẩm còn lại. Nhưng mà bạn này cũng là một cái lớp lót rất là tốt trước khi trang điểm đó dành cho những bạn mà da hơi khô hơn một tẹo. Chính xác. Cho nên nếu như mà các bạn muốn sử dụng một loại kem chống nắng dạng thọ với mức giá khá là hạt rẻ nhưng mà lại không quá nhạy cảm với mùi hương thì có thể cân nhắc sử dụng sản phẩm này nha. Tổng kết lại thì tụi mình có một vài chia sẻ với mọi người sau khi mà sử dụng qua các loại kem chống nắng dạng thọ này. Đầu tiên đó chính là cái ưu điểm đúng không? Rất là lớn, đó chính là sự tiện lợi và nhanh chóng. Mọi người chỉ cần quệt lên da là cũng đã có thể bao phủ hết lên trên da, rất là tiết kiệm thời gian một buổi sáng. Và cái thứ hai là sản phẩm không để lại vệt trắng trên da của mình. Tại vì hầu hết các sản phẩm kem chống nắng dạng thỏi đều là thành phần kem chống nắng hóa học. Cho nên là nó không có để lại màng trắng. Cho nên các bạn nào mà sợ cái màng trắng của kem chống nắng thì có thể sử dụng kem chống nắng dạng thỏi nha. Và ưu điểm thứ ba của sản phẩm kem chống nắng dạng thỏi chính là rất phù hợp dành cho các bạn thích make up. Tại vì như Mai Anh và Vi cũng có nói á, nó là dạng sáp cho nên độ che phủ các lỗ chân lông cũng như là làm mờ lỗ chân lông khá tốt. Cho nên mình có thể sử dụng như một dạng kem chống nắng và một loại primer trước make up, rất là tiện lợi cũng như là hiệu quả và không hề ảnh hưởng đến cái lớp nền phía trên đúng không? Đúng rồi. Nãy giờ thì nó ưu điểm rồi, bây giờ thì sẽ đến cái nhược điểm đây. Điểm đầu tiên mà Vi cảm thấy đó chính là rất là mất vệ sinh. Đó, mỗi ngày chúng ta đều cứ lau lên, bôi lên mặt như thế thì rất là mất vệ sinh và khó lòng nào có thể vệ sinh được cái lớp sáp đó. Chính xác, không phải mình cạo bỏ nó đi đúng không? Và cách duy nhất mà Vi cảm thấy là có thể làm được đó chính là mỗi lần apply kem chống nắng dạng thỏi thì mọi người phải giữ cho da chúng ta thật là sạch nha. Và khuyết điểm thứ hai của kem chống nắng dạng thỏi đối với Mai Anh chính là khả năng chống nắng của nó. Thật sự là Mai Anh cảm thấy không an tâm lắm khi mà sử dụng kem chống nắng dạng thỏi cho khuôn mặt của mình để chống nắng hàng ngày á. Vì cảm thấy là nó vẫn không đủ thế nào á.
Ví dụ như là mọi người sử dụng kem chống nắng dạng sữa hay là dạng gel thì mọi người sẽ phải có một cái định lượng nhất định, khoảng một đồng xu cho tàn mặt đúng không? Thì kem chống nắng dạng thỏi sẽ không có một cái tài liệu nào nói về cái việc là mình phải bôi bao nhiêu lần và định lượng nó bao nhiêu đủ cho toàn khuôn mặt. Sau một tháng sử dụng kem chống nắng dạng thỏi thì mấy anh và Vi đã quyết định sẽ sử dụng kem chống nắng truyền thống. Tuy nhiên nếu mọi người vẫn còn quan tâm đến kem chống nắng dạng thỏi thì Vi và mấy anh sẽ cho mọi người một bảng xếp hạng. Đứng thứ nhất, yêu thích nhất của Vi và mấy anh chính là AHC, tiếp theo là Innisfree và cuối cùng là 2M Solution cũng theo cái mức giá của nó luôn. Hy vọng là review này sẽ có ích cho các bạn, và nếu như các bạn có muốn Happy Skin review thêm sản phẩm nào nữa thì hãy comment bên dưới để trò chuyện cùng với tụi mình nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến hết video này. Tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Bye bye!